Thì tới cái giai đoạn sau này đó, giai đoạn sau này mà những đứa trẻ mà nó xem YouTube này kia nọ, rồi nó nghe phản ảnh ở trên mấy người Việt Nam phản ảnh đi sang đây rồi có dịp lên báo chí này kia nọ đó, nói vấn đề như là đi vượt biên thì bị hãm hiếp kia nọ, bị Thái Lan hãm hiếp, nhưng mà mấy người đó đâu có đi ngã Thái Lan đâu, đâu đi ngã Rạch Giá đâu mà bị, chỉ những chiếc tàu nào đi đi, đi ngã Rạch Giá Hà Tiên thì bị thôi à, chứ còn cái đi bên 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 mặt ngoài của nó không có bị, không biết Thái Lan là cái gì nữa, tại vì đi qua mặt ngoài đó là chỉ đi đi tới Malaysia thôi hay là Indonesia thôi, chứ đó vì thế mà sau khi một giai đoạn một thời gian vậy cái sự phản ảnh nó không có đúng, nói như thế mà đừng nói chi là những người sang đây rồi tại vì Việt Nam thường ngày đi về Việt Nam đó rồi cho là bên đây cuộc sống bên đây là thiên đường, cái gì cũng sẵn, cái gì cũng phải nhà nước ở đây nó cho hết, như ví dụ vợ chồng con cái nó không cho còn đánh lộn nhau ly dị nhau tùm lum nữa, đừng nói chi nó cho mình. Thì thật sự cuộc đời nó là gì, cuộc đời nó không đơn giản, nó không có gì ở đây, không gì miễn phí, không có một cái gì miễn phí. Đi vô bệnh viện đó mà đi xe bus đến thì được, mà đi xe đến nó đã 15 đồng một tiếng đồng hồ, 15 đô một tiếng đồng hồ cho đậu xe ngoài Bắc Kinh đó, chứ đâu có rẻ. Nhưng mà cái vấn đề mà có bảo hiểm vậy đó thì có bảo hiểm thì coi như mình cảm thấy là mình không bị hất hủi, thí dụ như đó mình vô bệnh viện mình không bị hất hủi như ở Việt Nam hay mấy nước khác đó, thì mình vô đó thì họ trị thì là họ cái bệnh viện đó vẫn gửi tiền đòi nhà nhà nước từng từng ca một, từng người một, từng loại chính bị bệnh một đó, thì cái mặt ô hiếp đó, cái mặt tức là on sale your health insurance plan đó, thì và chữ ô hiếp đó thì được trả, nó trả qua vậy nhưng mà không trả hết hoàn toàn, những cái chứng bệnh đơn giản thôi, còn mổ xẻ đó thì phải là thí dụ như những người mà gọi là transplant đó, gọi là đi đổi tim đổi đổi gan đổi này kia nọ đó, cấy gan cái gì đó là do có bảo hiểm nó mới làm, còn không có bảo hiểm thì chỉ cho thuốc trị thôi rồi đến ngày đó chết thôi. Còn thì rất nhiều người Việt Nam nằm ở bệnh viện rất lâu, tới 5 6 năm để chờ chết là vì bệnh viêm gan đó. Họ không cho ra ngoài đó, rồi ở đó họ trị thôi, cũng cho uống thuốc thôi, chứ mà không trị gì khác hơn chỉ cho uống thuốc thôi mà không cho ra ngoài. Bệnh nó bắt đầu nó lan truyền, nó bị nó lan truyền đó, vì thế mà ở bệnh viện nó nhiều lắm, nhiều nhiều người Việt Nam bị, ở đông nhất là ở đông, tại vì hồi nhỏ đó không có thuốc ngừa, không có chủng ngừa gì về viêm gan đó, thì sau này mấy đứa trẻ đây nó có hết đó. Thì thế mà ok thôi chuẩn bị làm đi làm. Hello 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 hôm nay thì mình chạy chạy về hướng đông, hướng đông á mà xem đi, tôi để đây tôi đậu đây tôi đợi mà. Ok, đẹp trai nhỉ, vậy nó hay đó. Nhưng mà lúc chạy nó dần 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 là nói chuyện không có được đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ sơ về vấn đề cuộc sống ở đây, so sánh cuộc sống cái này qua đây nó đẹp hơn.
đang chờ nó hôm nay chạy, nó tính tiền giờ, nó kêu mình đến đây thì nó đến đúng hạn rồi, giờ đúng giờ rồi đó, thì báo là mình vô đây, tức là mình ghi giờ. Hàng nó chưa làm xong, nó chưa lên xong đó, thì chừng nào lên xong mình đi. Nói vậy đó thì trả lương giờ mà, tính giờ rồi, chừng nào đi thì đi thôi. Đó thì cuộc sống đây thì mình phải rất là coi như nó cần cái sự khiêm tốn một tí xíu thì mình sẽ thành công. Tức là mình đừng ý kiến về cái hoạt động của một công ty nào đó, tại mình chỉ thuê vô mình đi làm thôi à, thuê tôi làm tài xế thôi đó. Giờ thí dụ như tôi gọi đây, mình nói ô cái kế hoạch thay đổi rồi, tao không cần mày nữa, thì nó vẫn trả lương giờ khi mình đến đây đó. Thì thường khi là trả 4 tiếng như vậy đó, thì đừng ý kiến gì hết, nếu chứ có thì mình làm, không có thì mình đi về, nó là gì đó. Nhưng mà những cái công việc mà gọi là full time đó thì đủ giờ đó, còn tôi là bán giờ, bán giờ thì nó khác. Thì đủ giờ như vậy đó thì mình đến thì cứ thí dụ như mình bắt đầu mình thương lượng giữa mình với công ty là mình bắt đầu làm thứ hai và nghỉ từ ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà hãng này nó không cho như đâu, nó cho bắt đầu từ ngày chủ nhật và nghỉ ngày tối thứ sáu, tức là coi như 6 ngày một tuần hoặc là 2 tuần về nhà một lần đó. Thì trong khoảng mà nó đưa đi vậy đó thì chưa hẳn là mình làm được tiền nhưng mà cũng đi. Thí dụ như đây nó lấy đồng hàng đây, nó chạy tuốt qua bên Winnipeg, bên nó nằm bệnh, nó không có cho chạy về để ăn tiền tiền cây số, và nó đi qua đi lại đi giao hàng từ đó qua Saskatchewan qua lại như đó, thì tính ra đồng tiền nó rất là chăng chẳng đi, mặc dù đi làm xa, ngủ ngoài đường, ăn ngoài đường vậy. Vì thế mà cái lực thì nó cho người tài xế khai lên cái tiền ăn mỗi một ngày 100 đô, mà Canada này cho khai là 80%, tức là 80 đô cho mỗi một ngày ăn ở trên đường để trừ lại cái tiền thu nhập. Thì tụi Tây nó thật sự lên ăn trên đường, ăn trên đường, vì thế mà nó không dư tiền nữa. Nó ở cuối cuộc đời làm rồi cuối cùng đó, thì nếu mà mình là người Á Đông như tôi đó thì tôi không ăn trên đường. Tôi có chuẩn bị đồ đạc của tôi đó, nhưng mà hầu như từ trước nay tôi không có làm những cái công việc như vậy. Tôi làm công việc là tôi chạy một mạch đến đó rồi tôi bỏ hàng đó rồi tôi trở về. Thí dụ như hồi xưa tôi lái cho hãng Sephora đây cũng vậy, tôi đi từ đây tôi chạy qua Kentucky, Louisville đó, tôi bỏ thùng hàng, nói là hàng phụ tùng xe hơi, thật sự là nó không có nặng như hàng quá, hàng hàng ăn uống như này nè, nó nặng ghê, là nặng nặng thế mình chạy mình cảm thấy mình bị mệt luôn đó. Thì lúc đó xe xe của tôi nữa, thì tôi chỉ chạy tới đó rồi tôi bỏ cái thùng có hàng đó khoảng 20-30 ngàn pound thôi, và tôi lấy thùng không có rác ở trên khoảng 10 ngàn pound để trở ngược lại đó. Thế mà hàng ngày cũng không va chạm với ai, chỉ trên đường chạy đi rồi đi chạy về thôi. Nó còn hàng cái này nó đi giao Walmart, nó đi giao Costco, nó giao Fresco, nó giao tất cả những nơi mua những cái siêu thị. Vì thế mà tôi thì hiện tại tôi chỉ chạy là đem thùng hàng đến đó cho tụi nó lấy thùng hàng đó, tụi nó đi giao ở ngoài đó, nó chỉ là vậy thôi, là vì công việc tôi bán giờ. Chứ mà nói là tôi đủ giờ rồi tôi cũng làm giống như tôi nói. Thì tôi thấy tụi nó làm không rồi tôi đã thấy mệt rồi. Cái tôi làm không nổi đâu, tôi thật sự nó là như vậy. Nó thì không biết sao cuộc đời tôi sung sướng thế. Rồi tôi đi làm rồi sau đó tôi bán xe rồi là vì giờ giấc làm việc đó. Tôi nghĩ đúng là tôi đi trước một bước là tôi bán xe, tôi không, tại không còn, nếu không có gian lận trên giờ giấc làm việc, đối tài xế sẽ không bao giờ làm ra tiền hết.
cho tới giờ ngày hôm nay thì cái kết luận của tôi từ trước nay nó đúng chứ nó không có sai. Vì thế mà sau khi tôi đi làm hãng cho Schneider cũng vậy thôi, thì trên Schneider thì càng 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 sung sướng nữa, tại vì hãng lớn là nó tất cả những cái hàng hóa của nó, những khách hàng của nó có cái hệ thống computer, nó lô lên hết, nó upload lên, upload lên trên trên web của nó, rồi trên cái web nó đó nó tự động, tức là nó nhìn xe của nó đâu 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 nó nhìn ra được, tại xe tôi chạy có GPS nè, nó nhìn được. Rồi 2 nữa giờ dắt tôi bấm, à thí dụ như tôi chạy từ đây đến Montreal 5 tiếng hồ, 5 tiếng rưỡi, thì tôi cho nó biết là ETA estimate time of arrival, tức là cái giờ mà mình ước đoán mình sẽ đến, thì tôi cho nó biết là khoảng chừng, thay vì 5 tiếng chạy đây từ đây nó 5 tiếng rưỡi thì tôi để 5 tiếng 45 phút từ đến đó, tôi cho trễ chút xíu, tại vì sớm chút xíu á, thì hơi có vấn đề với cái máy móc của nó, tức là cái máy móc nó sẽ hiểu là mình đã làm xong rồi, mình ngồi đợi 15 phút thí dụ như vậy đó. Thì nó cứ cái máy nó cứ liên tục thì thế, rồi khi mà mình không muốn làm việc nữa đó thì mình bấm vô cái máy đó, mình hết giờ làm việc đó, tức là mình sẽ để giờ cho mình, có để cho nó gửi việc vô nữa đó, là ngày tới, ngày hôm sau, sau khi mình ngủ 10 tiếng. Thí dụ như có những cái trường hợp mà mình hiểu biết những chuyện này thì mình làm nhiều tiền lắm, mà khỏe nữa. Ở đây tụi nó làm thật sự, tôi nhìn tới tụi nó làm thật sự tôi đau khổ. Nhất là mấy thằng Ấn Độ, thật sự nó còn trẻ thì nó còn sức, chứ hay nó cơ hội làm ra tiền để mà nó gỡ lại cái tiền học của nó đó. Với hai nữa nó được ở lại đây thì nó chỉ có mục đích nó vậy thôi, thì nó cố gắng giống như từ ngày xưa tôi đến đây vậy, tôi cũng cố gắng bằng năm bằng 10 đó, thì sau một thời gian tới 40 năm đó mà tôi mới ổn định được, nó thật sự nó là như vậy. Tức là hầu như 40 năm ở Canada thì mình sống mình hầu như là mình nghe tin tức rồi mình nhìn lại cái sự thật của nó, rồi mình đánh giá, rồi mình quyết định cho bất bất cứ một chuyện gì. Như trường hợp của tôi mua nhà mua cửa quyết định, hay là hồi xưa tôi quyết định mua đất ở đây cũng vậy nữa, ban đêm ngủ giật mình thức dậy, nửa đêm giật mình thức dậy ngồi suy nghĩ, à mình mua đất để làm gì, rồi nhà này nó cháy rồi mình ở đâu, tức là nhà này nó cháy, cháy nhà thôi đâu cháy đất, còn đất rồi anh kia mình có đất nữa mà không có nhà. Suy nghĩ con cái đó thôi, sáng sớm kêu bà vợ phone cho nó thôi không có mua nữa, ngưng đó. Thì cái trường hợp đó ngưng thường thường là bất chợt trong ngày nửa đêm, tại vì mình tính gì mình tính tới cùng đó, mình tính không có chuyện gì rủi ro hết, nhưng mà sơ sót có một chuyện là rủi nhà này cháy rồi, qua rồi có cục đất thôi nè, không ai được, rồi qua kia cũng có cục đất mà bự hơn nữa, làm sao ở đó. Thì nó thật ra thật sự nó là như vậy đó. Thì thế mà ở ngay cái giây phút cuối cùng là tôi hồi kịp đó, mọi chuyện. Thường nghĩ mua nhà thì mua nhà đó, thì không mua đất thì mua nhà chứ không để tiền trong ngân hàng nữa đó, thì mua nhà đó, thì đâu có nghĩ là lúc đó Schneider nó rời khỏi Canada, nó không có nghĩ tới. Thì nghĩ thì trước sau gì mình cũng khi mà về hưu đó thì mình sẽ về ở cái vùng đó mình ở, đã quyết định rồi, nó thuận tiện nữa, nó gần thành, nó gần thủ đô, nó gần bên New York, muốn qua New York con tiếng hồ cách đây thôi đó, rồi muốn về đi qua Quebec, muốn đi về phía Tây, muốn về phía Đông, đều gần hết, đều thuận tiện hết mà không bị kẹt xe, là tại sao mình không ở đó. Thì nghĩ vậy, tôi quyết định mọi chuyện mua nhà ở đây, thì mua nhà lúc đó mua thì mua thôi chứ không nghĩ là ở. Vì thấy có nhiều câu hỏi là tại vì nếu mình mua mình không ở đó thì lại có một cái vấn đề khác xảy ra nữa đó, thì thế mà đâu có biết là mùa đông ở đây mà tuyết được dữ thế đó, đâu đâu có biết đâu có biết là mình phải có mặt sau một ngày để mình xúc tiết đâu, chứ không nó cứng làm sao xúc được đó. Thì cũng bắn cũng gặp bên hàng xóm đó, nó qua nó xúc giùm cho không mừng đó, có là những cái sự may mắn ở bên lề đường mà mình đi mình gặp.
đó thì cuối cùng thì không có nghĩ là ở đó không mà mua không để không mà mua rồi xong xuôi ở liền được, rồi xong nhà nhà kia cần bán ấy có người đến mua thôi, không qua trung gian của ai hết, không có tốn tiền dịch vụ gì hết. Đó, thì bán được cũng ngay ngay thời điểm, cái gì tôi làm cũng suôn sẻ hết, nó thật sự như vậy. Lúc mà vượt biên cũng vậy, đối với người ta đi năm chị mấy nổi, đi đi hoài đi không được, còn tôi đi có một lần một được mà không tốn tiền nữa. Ok, có thể thằng đó nó khiêng đem đồng hàng về cho tôi đó, khiêng tới thì tôi bắt đầu tôi đi. Thì đêm nay hôm nay làm khoảng 13 tiếng. Nếu mà làm hãng mà 13 tiếng vậy thì nó phải trả tiền phụ trội là 4 tiếng rồi đó, nhưng mà tài xế nó không có trả. Nó trả phụ trội sau 12 tiếng. Tức là sau 60 giờ một tuần thì nó mới được trả tiền phụ trội. Thì hãng này nó có cái là nó khác cái hãng kia là nó không muốn là tên tuổi của hãng nó vì thế mà tôi nói chuyện các bạn tôi cũng không 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 có đề cập đến tên tuổi của nó, cũng nhỏ xíu rồi sao lớn vậy. Vậy hôm nay tôi làm tới 13 tiếng như thế mà tôi không có bấm máy vô liền. Bấm máy vô liền đó là coi như ngồi đợi chỗ này là mất giờ rồi, đâu có chạy được đâu nữa. Nó chạy không kịp. Đấy, làm gì cũng vậy, cái gì nó cũng có cái sự may mắn ở trong. Có những cái coi như thật sự đối tôi ăn hiền ở lành gặp lành ăn hiền gặp lành. Tôi đi đâu nha, tôi làm đâu nha, cũng có nhiều người thích lắm, nhưng mà chỉ lại có một vài đứa nó ganh tị, nó cũng chơi mình tơi tả đấy chứ, nhưng mà không chơi được tôi đâu, không được đâu. Được, tại vì như thí dụ như trong hãng mấy đứa làm ở trong office vậy đó, tại vì như tôi làm không hãng nào mà tôi vô trong văn phòng nó không muốn gì thì phone tao nói chuyện tao tao muốn vô đó. Tại vì ở trong phòng của nó thì nó sạch sẽ, rồi xe đây cát bụi tùm lum mà mình không muốn đó, như vậy đó. Nó muốn gì mày phone tao mày tắt tao đi vô tao làm chứ. Đó, có nhiều đứa thì nó thích, có nhiều đứa thì nó phàn nàn thí dụ vậy đó. Thì tôi đâu care đâu, bà chủ ngồi trong đó tôi cũng đâu care bà. Tôi đâu nhầm gì bà đâu, bà thuê tôi thì tôi làm cho bà thôi, nếu bà không thuê nữa tôi nghỉ. Nói như thế mà cuộc đời tôi nó sướng cho đó lắm, là tại vì tôi làm đâu nha, tôi cũng làm hai công việc. Hồi nãy nói chuyện cái thằng Che nó cũng mới vô đây làm đó, thì nó cũng làm cho bộ giao thông vận tải đây đó, nó chấm bài thi của người ta đó, mấy người đi thi lái xe nhỏ đó là nó chấm bài, nó cũng đi lái xe này nè, nó lái y chang như tôi vậy đó, nhưng mà nó làm ít hơn tôi, nó chỉ đi như hôm nay tôi làm mười mấy tiếng vậy đó, thì nó làm có 8 tiếng là công việc nó xong rồi. Công việc nó làm giống như công việc hôm qua tôi làm vậy đó. Thì công việc này thì tụi Tây nó không chịu làm, tức là chạy 2 chuyến cùng một trong vòng một ngày tôi nó không làm. Tôi thì tôi thấy không có vấn đề, tại vì tôi đã làm qua rồi, không có vấn đề. À, thì thế mà tôi làm thì tôi không bao giờ cự nữ, tôi không chuyện gì nó tới đó.
muốn tao làm tao làm, nhưng mà hầu như tôi làm ở hãng nào vậy, họ 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 luôn luôn là cần tôi, là coi như làm rất lâu dài, làm ở đâu như rất là lâu dài. Như ngày xưa tôi làm cho hãng chở hàng phụ tùng xe hơi cho hãng Ford đó, 20 năm rồi. Có đứa làm thư ký 5 năm trời trước khi nó nghỉ việc, nó không nói tao không biết mày, tao không biết cái thằng Thanh này, cái thằng Thanh Tham này, cái thằng này là thằng nào. Từ lúc mà nó gặp tôi trên đường thì nó hỏi tôi là tao tên đó đó, tao tao nằm mơ cũng không thấy mày. Chỉ trả lương vậy được rồi, ok, thiếu rượu uống chút xíu, không sao đó. Không là vấn đề, cũng như tôi làm ở đây vậy nè, hôm đó nó email cho tôi, nó hỏi sao không thấy mày ghi giờ, nó tao quên tao không biết tao làm lúc mấy giờ nữa. Thì nó ô thì tao nghĩ là tao làm khoảng chừng 7 giờ hay 8 tiếng gì đó, thì mày muốn trả tao nhiêu trả mày, hay là mày lấy trung bình của mấy đứa kia thì mày trả tao cũng được, nhưng tao vui vẻ lắm, tao không có vấn đề. Là coi như cãi vấn đề này, là tại vì cái lỗi của tao tao biết, tao quên thì tao không để vô, mà giờ mày hỏi tao tao cũng không nhớ nữa, tao bắt đầu từ lúc nào nữa đó. Thì nó để dư giờ ra, nó cho dư giờ chứ không có thiếu. Kệ nó, tôi thật sự trong cuộc sống ở đây mà mình thật sự trên cái nghề hay là trên bất cứ chuyện làm ăn, mình trông đợi nhiều quá đó thì mình đợi mình càng mòn mỏi, chứ cái nghề này các bạn xin được việc rồi đâu phải đơn giản làm liền đâu, nó bắt mình ngồi, nó bắt mình chờ, nó bắt mình đợi để nó sắp xếp. Nó nội interview không cũng mất cả 2 tuần 3 tuần, nó là như vậy đó. Là nếu ai mà không chuẩn bị tiền mà nằm đó chờ đó, vì thế mà tụi nó đi ăn thất nghiệp. Vì ăn thất nghiệp là tụi nó được thấy gì, ăn thất nghiệp 10 tháng đúng không, thì nó ăn khoảng gần 6 tháng bắt đầu xin việc rồi, rồi nếu được việc thì nó bỏ, nó nghỉ ăn thất nghiệp nữa rồi nó đi làm. Nên thì thế mà ở đây sống ở cuộc sống này nó quen rồi, nó quen cái vấn đề mà có việc rồi mất việc rồi xin việc rồi, nó quen hết rồi. Mặc dù tụi nó làm cho nhà nước ở đây cũng vậy nữa, cũng nó không giống như bên Việt Nam là coi như làm chỗ này không được nó hết việc nó đưa qua chỗ khác, nó không có vậy. Ở đây nó không có việc cho nghỉ rồi mình phải tự động đi xin những cơ quan khác, mà đã có từng làm với cho nhà nước rồi đó thì nó dễ dàng xin vô lắm, còn ở ngoài hơi khó. Thì lần đầu ai cái gì cũng có, nghề lái xe lúc đơn đầu cũng khó nữa, nó rồi sau đó thì nó dễ. Nhưng chỉ có cái là nó bắt mình thử việc, nó bắt mình lái, mình thi lái cho nó, rồi nó bắt mình làm bài, nó đủ trò hết. Thì trong khi mấy nghề mà làm tay chân đó không có, cái nghề mà làm phổ thông nó không có. À, mày làm được không, giờ đó tới giờ đó ok không, tiền mà trả nhiêu mày ok không, ok đến đây là nó. Thì thường thường là những nghề phổ thông này nó lại nó dễ. Ok, bắt đầu nó tắt rồi đó, nó báo cho tôi biết cái thùng hàng nào đó, hình như cái thùng này nó mới đem đến nè. Để tôi viết ra sao, mà nó đang đợi thùng hàng khác.
Nó kêu chờ thùng hàng kia nó đến, nó xuống hàng, nó chuyển thùng hàng khác qua. Chứ nó sorry, thì nó không sao hết. Sit and wait là nghề của tài xế. Sit and wait tức là ngồi và đợi. Sit and wait. Nó vừa nổ. I love my job but sit and wait. All day traffic drive me crazy. For morning sing wake up my sit and wait at the shipper. Until I got the load. Back on the road highway, shut down and sit and wait. Tức là từ ngày sáng tôi đợi ở nơi lấy hàng cả ngày, đến khi được hàng xong đi ra đường thì ngoài xa lộ nó bị tai nạn, nó bị đóng cửa, phải ngồi tiếp, phải đợi tiếp. Until I got the load. Back on the road, highway, shut down and sit and wait. I love my job, but sitting and wait. Ok. Từ nãy giờ sitting wait cả tiếng hồ rồi đó, cả tiếng đúng rồi đó. Đây nè, cái thằng này nó chạy, nó chỉ làm vòng vòng đây, nó xin tin, xin tin thì hiện tại đó thì cái nào hôm nào mà nó nghỉ đó thì tôi làm cho nó đó, làm thế nó đó. Thì làm thế nó vậy thì sao, làm thế nó vậy đó thì tôi mới nói hoài, nói chừng nào mày retire mà cho tao hay trước. Nó à, tao sẽ cho mày hay trước 1 tháng. Nhưng mà hỏi tao đã retire trước mày rồi. Đó, cứ tàn tàn cứ tình tình vậy đó. Thì ngày 8 tiếng nha, tôi dời có 3 thùng hàng thôi à. Thì nó cũng vậy thôi, 4 5 thùng hàng là xong ngày. Thì cái đá lưng giờ nữa mà. Nguyên ngày hôm nay chưa gì đây, thấy chỉ có đem thùng vô lấy 2 thùng đi ra. Xong chuyện. Đi ngồi thôi. Thì mình làm việc ở đây đó thì nó như thế này, bởi có nhiều người, hầu hết những người Á Đông mình, những người Việt Nam sang tới đây, hồi thời thời của tôi và cho tới giờ này cũng vậy, là nhiều khi đi đến đây làm việc rồi vô hãng thì thấy sao công việc mình làm ít quá, rồi sợ chủ nó lỗ. Lỗ chỗ nào đâu lỗ, làm sao lỗ thế nè. Ra ví dụ như tôi thuê tôi 8 tiếng, tôi dời có hai một cái thùng đem vô rồi 2 3 thùng đi ra thì thôi xong rồi. Nên mà 8 tiếng ngồi, ngồi chơi thôi. À, 8 tiếng ngồi chơi thôi, rồi chờ nó làm xong rồi giờ thì giờ hàng giờ thùng hàng cho nó. Thì ở đây cái chóp này gọi là sân tinh, nó gọi là sân tinh. Thì cái nhiều nơi như làm ở trong CN á thì mệt lắm mà nó cũng trả không nhiêu tiền, cũng trả giống giống nhau vậy thôi chứ không phải hơn.
Đó thì là chỉ là có cái là tôi không nhúng nhích chiếc xe, chỉ vậy thôi à. Nó thường nào mà cái giờ giấc làm việc của người tài xế đó thì nhiều khi tụi nó sau này tụi nó kiện thương cái hãng á, rồi ông tòa ông lật ra ông đọc, ông đọc sao mà ở bên chiếc xe này mà chạy xe mày chưa có báo cáo là mày chạy, mà sao mà tính giờ làm việc rồi di hãng rồi. Nó là trường hợp vậy. Tức là tôi chỉ tại vì hôm nay tôi đi tôi chạy mất khoảng 13 tiếng đó, thì cái giờ làm việc có 14 tiếng à, thì tôi không để cho nó xê xích, nó không cho nó xê xích cái giờ đó. Vì thế mà chỉ cần cái thùng hàng đó nó chuẩn bị xong là tôi chỉ cần 15 phút là tôi gắn vô đó là tôi đi đó, nó trường hợp vậy đó. Tôi chỉ cần thời gian đó rồi để tôi trở về kịp, còn không nữa tôi ngủ qua một ngày đó ở trên đường đó thì lại tụi nó đến đây nó lấy thùng đó, thùng mà tôi đem về đó, nó lấy về lại nó phải nằm ngủ nó đợi nữa, tới một thằng này đợi rồi thằng kia đợi nọ rồi đi đến tới chỗ mà khách hàng đó thì lại mất đi một vài ngày đó, những trường hợp vậy đó. Thì để đây công việc này mình phải uyển chuyển chút xíu rồi, tại thật sự không có lý do gì mà phàn nàn hết. Ví dụ như như tụi Tây nó không có vậy đâu, tụi Tây nó tao đến chừng tiếng hồ sau như thì tôi đợi khoảng tiếng hồ nãy giờ đó thì nó bắt đầu nó cử rồi, nó vô trong nó cử đó. Nói như thế mà ai làm việc với tôi thật sự cũng rất là dễ dãi, dễ dãi lắm. Tại vì dễ dãi cho người ta thì người ta mới dễ dãi cho mình. Nó thật sự nó là vậy thôi à. Rồi trước sau đi nữa làm sớm hay làm trễ gì cũng được số tiền như vậy thôi, nó vậy đó. Không vấn đề. Đấy, thế mà tôi cũng biết biết thân là mình đừng có tạo cho người ta phiền phức, người ta không tạo cho mình phiền phức lại, nó thật sự như vậy thôi. Rồi còn công việc ở nhà mình á thì hôm nay làm không được thì để qua ngày mai, nó vậy thôi à. Là tôi phải sau khi tôi làm xong gặt rồi đó, tức là cái phần crown đó, cái phần trám đó đó là ngày mai tôi làm. Đó là trám trám một ngày là xong rồi, xong tất cả là bắt đầu tôi dọn dẹp những cái đồ ở bên trong đó, là ở dưới nhà đó, những cái dụng cụ làm đó không không cần thiết là tôi dọn về đây, dọn về nhà này rồi dọn lên trên rồi dọn về đó, là cho nó trống bớt dọn dưới xong cái thợ điện làm xong thì bắt đầu drywall đem xuống, drywall tụi nó sẽ đem xuống thẳng luôn à, tôi trả tiền cho tụi nó đến đến ngay 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 cái cửa hàng tôi mua đó, rồi nó trở về rồi nó cha con nó đem xuống luôn basement đó, thì bằng giá với ở ngoài tiệm nó tính tiền cho mình thôi đó, thì thế mà để cho tôi đi tụi nó làm tốt hơn nó vậy đó, rồi có tình cảm hơn chút xíu nữa, rồi sau này những gì mà tôi cần nó làm việc nặng đó, tại vì mấy thằng này còn trẻ mà cha con nó làm việc nhẹ quá, đối nó nhẹ quá mà đối mình nặng quá thì trả ai cũng vậy, trả cho nó thì to nó thì tốt hơn, nó vậy đó. Thì tất cả mọi chuyện nằm trong cái sắp xếp thì không lâu, tức là sau khi hai tuần khoảng khoảng 4 5 tuần nữa, khoảng 4 tuần nữa, có lẽ là tháng nữa, là sau khi tôi làm điện xong tháng sau là tôi xong hết chuyện mọi chuyện trong căn nhà đó. Rồi tại vì sàn nhà tôi đã lót lót gạch gạch rồi, chứ tôi không lót gạch, mình có thể lót trước đó, lót gạch mình có thể lót trước khi mà mình dựng cái mình làm bức tường đó. Như thế mà mọi chuyện là coi như đi, tôi nói là trước coi như hoàn thành trước cái kế hoạch cái dự định đó. Thì chúng tôi còn rất nhiều thời gian đó, vì thế mà tôi mới nghĩ tới chuyện đi lấy xe này chứ làm tình tình làm đàn tàn là nhà không bán bán nhanh được, phải chờ cho ngân hàng là hạ giá xuống, chờ cái giá kia nó lên trở lại, mình không có gì đâu, giống như tiền để trong ngân hàng chờ lên tiền lại lên xuống như thế, chỉ vậy thôi. Thì thay vì bỏ vô trong ngân hàng thì mình bỏ vô nhà đó, thì nhà thì không có gì mà lỗ hết, nó không có gì mà xuống giá hết, chỉ nó không lên giá thôi chứ không có xuống giá, nó lên chậm thôi hoặc lên nhanh thôi.
nó chỉ là vậy. Ok, gặp lại sau nha. Bye bye. À, các bạn thấy thì bên cạnh cái công việc mà lái xe trên đường thì ở nhà thì vợ chồng chúng tôi có cái nghề chính thức, tức là mua nhà rồi xây dựng nhà rồi sẽ bán nhà. Thì cái quá trình hiện tại mình đang lót gạch hoa đây. Thì thật ra thì để làm thật sự có thời gian để mà không phải mà ngồi chơi bạc chược. Ở gần nhà có cái casino, có sòng bài lớn, nhưng mà bọn này chưa từng đâu bao giờ đến hết. Đó thì chúng tôi thì có những cái công việc bên cạnh mà tôi đi làm ở bên ngoài. Đó thì đây là những công Tức việc là mà hàng ngày tôi bữa làm, ông nhưng làm nào ở mà hãng nó một kêu tôi đi nơi là làm thì một tôi phòng ngưng thôi, lại. Nó như vậy đó, rồi chỉ có một xíu thôi. Khi nào mà những ngày mà tôi không làm thì tôi sẽ ở nhà tôi làm việc này. Đó thì những cái việc này thì thật sự cần có một cái thời gian để mà sắp xếp được công việc đó. Thí dụ như tôi lót gạch hoa cái này xong, đó thì nhưng mà tường thì chưa dẫn lên, thì chỉ chờ là thợ điện nó vô. Thì từng tới thợ điện nó vô thì nó mất khoảng 3 ngày thì làm xong vấn đề điện, đèn đuốc everything ở trong nhà đó. Thì bắt đầu thì cái trại hoa nó sẽ được đem đến đó. Thì khi mà trại hoa đem đến thì chúng tôi chỉ cần mất một tuần lễ thôi là chúng tôi sẽ lắp trại hoa lên hết, chỉ là vợ chồng chúng tôi thôi chứ không ai hết. Thì tay làm hàm nhai mà, có làm thì mới có ăn thôi. Thì thật sự chúng tôi nó rất là bận rộn, thì thật sự có bận rộn như vậy thì thế mà cuộc sống nó vui vẻ hơn hơn là cái buồn chán rồi sanh sự với nhau thế đó. Thì chúng tôi như là tuy hai mà một, mà tuy một mà hai đó mà. Đó thì như tôi làm việc như vậy thì có bà vợ bà phụ bên cạnh đó, thì có những cái Ok, ý kiến thì thế mà là hai làm cho phòng mình tốn là một bọc, đỡ phải nhức đầu hơn, đỡ phải suy nghĩ tưởng hơn. tượng là mình Đó thì tốn một có bọc người nhiều rồi cho khi tân nhà của mình à tôi hỏi và giờ làm chuyện này nó vậy vậy đó, rồi ý kiến như thế nào, rồi nhiều cái ý kiến nó tốt hơn ý là kiến của mình. Tại vì thật sự mình một người làm sao suy nghĩ bằng hai người. Đó thì thật sự nó là như vậy. Thì công việc chúng tôi nó rất là trôi chảy hàng ngày đó. Thì bên cạnh là tôi làm việc bán giờ ở bên ngoài đó, thì làm để cho vui thôi chứ thật sự cái tiền đó sẽ không đủ sống đâu, không cái có này nào đủ gần sống cho đây một này gia là đình hết. từ nhà nhà Thì trước thế mà nhà nước nhà trong tôi công là cho việc mà chồng chính tôi thức là là chung chúng tôi quyết định làm đó là trong lúc trong về nhà hưu đó, nhà nước là ba căn tại nhà, ba căn vì nhà đối với tôi với vợ trong tôi nhà là đã nước về hưu rồi đó, thì không có chính thức làm việc ở ngoài thì nữa. chuyển Nhưng sang mà lại vì vấn đề làm việc nhà cửa như thế này thì nó phải cần có thời gian để mà mình sắp xếp được công việc của nó. Chứ thật sự mà ở đây có rất nhiều Việt Nam làm việc làm cái nghề này nhưng mà vẫn xem như là tiền dư thôi chứ là tiền để dành hay thôi,
Rồi bên cạnh đó thì gia đình có thể là ăn tiền trợ cấp xã hội. Chứ còn làm công việc này không đó thì sẽ không đủ sống. Rồi xây dựng nhà cửa thế này đó, nhưng mà tại thời gian nó cần để cho mình gọi là mình làm có ngày hai ngày cái mình phải ngưng, ngày hai ngày mình phải ngưng đó. Rồi thế mà những người mà tìm theo thợ phụ đó, thì những người phụ làm việc đó thì cũng rất là khó khăn để mà tìm, là vì chỉ tìm những người mà hàng ngày thấy gì họ đi làm việc, rồi ban đêm họ đi bắt trùng, bắt con trùng để mà câu cá đó. Bắt trùng thì nghề bắt trùng ở đây cũng là làm khá khá nhiều tiền ở mùa hè đó. Thì khi mà họ rảnh rỗi thì họ muốn làm thêm để mà lấy tiền mà không trả thế, để trả nợ xe, thí dụ như vậy đó. Thì cũng có rất nhiều người làm, nhưng mà công việc mà nếu mà sửa chữa nhà cửa cho người ta thì sẽ không có sự liên tục, thì không có sự liên tục thì sẽ không tồn tại. Xã hội này cần cái sự liên tục hàng ngày, nhưng mà không liên tục sẽ không tồn tại. Thì vấn đề nó coi như rất là logic, rất là mắc xích với nhau, là có sự liên tục trong xã hội. Tại vì tiền nhà mình luôn luôn ai cũng phải trả tiền nhà liên tục hết, không có tháng nào không trả hết. Đó thì vấn đề mà mọi người phải đều ăn hết, mọi người phải có bảo hiểm xe, thì bảo hiểm xe luôn luôn phải trả, không trả là không không có lái xe được. Đó thì tất cả những vấn đề là theo như cái trình tự của từng gia đình một mà mọi người đều phải biết đây là sự liên tục. Còn công việc thì nó không liên tục thì sẽ không tồn tại được. Vì thế mà khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi cảm thấy là nó rất là phù hợp. Trường hợp là nhà của chúng tôi thì chúng tôi quyết định làm bất cứ chuyện gì, như thí dụ như gạch. Tại sao mà tôi có gạch đen ở đây, là gạch đen từ ở trong ở nhà nhà hai căn nhà trước nữa, từ ở trong Toronto đem về đây đó, rồi đã làm căn nhà tôi đang ở, rồi nó dư ra, rồi cho đến ngày cho đến bây giờ dùng tới nhà này đó. Thì vấn đề nó là như vậy đó, thì chúng tôi không có gì bỏ hết đó. Rồi vấn đề theo thời gian thì chúng tôi cũng hoàn tất được công việc. Những cái gì mình sắp xếp mình bắt đầu thì mình có thể kết thúc được. Thì mình thật sự mình nói mình chia sẻ đến đây là vấn đề mà công ăn việc làm ở tại Canada này, cái sự liên tục và cái sự quan trọng nhất ở trong đời sống của Canada, là vì hàng ngày phải đều phải trả tiền nhà, trả tiền ăn, rồi trả nợ xe, rồi trả tiền bảo hiểm xe. Thì mình sẽ chia sẻ ở cái clip tới ngày mai này, thì để mà mình có thể giải thích được những cái thắc mắc của người bạn ở bên Việt Nam không biết về đời sống Canada và những cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày, thuế má của nhà nước, rồi vấn đề có thể an sinh xã hội, có những cái vấn đề đó, rồi so sánh có thể ở bên Mỹ với Canada như thế nào. Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai. Trong lúc tôi ngày mai tôi sẽ ngưng lại không có làm nhà, và sáng sáng mai là phải thay nhớt xe, thì tôi phải thay nhớt xe và chuẩn bị đem chiếc xe kia ra chiếc mẹt mà bật mui đó để chạy mùa hè. Đó thì chuẩn bị chiếc đó đem ra ngoài. Thì trong lúc sửa xe như vậy thì có lẽ tôi có nhiều thời gian để mà có thể chia sẻ với các bạn về những chi tiết và những cái thắc mắc của người bạn ở bên Việt Nam muốn biết về cuộc sống Canada như thế nào. Thì hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở clip tới. Ok. Have a good night.